Ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện số 916 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư. Để quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra lần thứ tư của EC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban bộ ngành địa phương có liên quan bảo đảm nguồn lực kinh phí khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại hạn chế, chuẩn bị nội dung và các điều kiện tốt nhất để đón và làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ tư, tuyệt đối không lơ là chủ quan, không dung túng, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vì lợi ích riêng, cố tình thực hiện hành vi trái phép, làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra đôn đốc hướng dẫn tại các địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đón và làm việc với đoàn thanh tra EC, đặc biệt là chủ động phối hợp hỗ trợ các địa phương trong việc đón và làm việc với đoàn thanh tra EC, bảo đảm đạt kết quả tốt nhất. Trong quá trình đoàn thanh tra EC công tác tại Việt Nam, tận dụng mọi cơ hội để giải thích, chứng minh cho đoàn thanh tra EC hiểu, nắm được hoàn cảnh, điều kiện ngành thủy sản Việt Nam, quyết tâm của chính phủ, nỗ lực của các cơ quan liên quan của Việt Nam trong chống khai thác IUU, để trên cơ sở đó đoàn có ý kiến ủng hộ gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra lần này. Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết ngăn chặn, không để tái diễn tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tăng cường lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, nắm chắc các địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao vi phạm, theo dõi, chặn ngay từ bờ và tuần tra kiểm soát trên các vùng biển giáp ranh với các nước, tại các đảo, cửa sông, cửa lạch, xử lý triệt để các đối tượng tham gia khai thác hải sản không tuân thủ quy định của pháp luật, ra soát củng cố lại toàn bộ danh sách, hồ sơ dữ liệu xử phạt tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống nhất số liệu tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ xử lý, đặc biệt là số liệu tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và thực thi pháp luật xử lý vi phạm.